Kỳ Lân xin giới thiệu mặt dây thắt lưng được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750 đến full kim cương. Mặt dây thắt lưng này được Kỳ Lân chế tác theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của khách hàng. Và ý tưởng là Kỳ Lân gửi ra là vòng tròn ngoài này kết hợp giữa một vòng tròn bên trong và một vòng xoắn ở ngoài. Và bên trong chữ HB là yêu cầu của khách hàng. Tổng trọng lượng cho mặt dây thắt lưng này về vàng thì trên một lượng 2 vàng nguyên khối chế tác ra AU750. Và đến full kim cương vòng tròn ngoài và đến full kim cương trên bề mặt của chữ cái. Với công nghệ nén vàng chuẩn theo chuẩn châu Âu, nén vàng chuẩn không bị bọt, vàng cực kỳ sáng bóng và chuẩn màu, cộng với hội chuẩn thì đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời, đặc biệt theo tiêu chí luxury cao cấp của Kỳ Lân Luxury. Đây là những viên kim cương được tuyển chọn từng viên một từ những lô viên kim cương VVS và sau đó chọn lại từng viên một, và toàn bộ cháu ổ này được chế tác từ máy móc chuyên nghiệp dành cho sản phẩm cao cấp, nên là ổ cháu chia cực kỳ đều, cực kỳ tròn. Cộng với kỹ thuật chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury chuyên nhận hột đồ cao cấp kim cương thiên nhiên cho đồ luxury cao cấp của Kỳ Lân Luxury, thì những viên kim cương này là những viên kim cương được tuyển chọn lại một lần nữa từng viên một, soi với dưới kính để chọn lọc lại có đúng chuẩn theo trong cái lô VVS không, rồi sẽ đưa vào từng viên một vào theo ổ cháu đã được chia trên máy và đã được dùng máy móc để mà chạy ra như thế này, thì đưa vào sẽ rất là đẹp và cực kỳ đều, rất sắc nét, chứ không phải là cháu tay tự nạo ổ rồi tự nhận hột, mà đây là cháu ổ đã được chạy sẵn ra và mình chỉ dùng kỹ thuật chuyên môn, mình chọn lại từng viên, mình nhận kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên lắp đồ luxury cao cấp của Kỳ Lân Luxury. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau soi dùng máy để mình kiểm tra chất lượng kim cương. Đây, sau khi mình đưa vào cái máy này chuyên dụng để mình soi, mình kiểm tra chất lượng của cháu ổ hột cũng như là từng viên kim cương. Cháu này được chạy máy ra nên rất là đều, rất đều, rất đều và rất đều, và tỷ lệ chia ổ cực kỳ đều, cực kỳ đều, cực kỳ đều và cực kỳ đều. Đây là tiêu chí của đồ cao cấp, và kết hợp với tiêu chí của các hãng lớn như là Hublot, Rolex, Patek Philippe, Hermès v.v. cộng với kinh nghiệm lâu năm chuyên nghiệp trong lĩnh vực đồ cao cấp luxury của Kỳ Lân Luxury, thì Kỳ Lân đúc kết cho mình những tiêu chí riêng và những tiêu chí để sản xuất cho đồ cao cấp riêng. Thì đây, tất cả những gì tinh hoa nhất để mà làm nên một sản phẩm cao cấp, Kỳ Lân đã tuyển chọn vô sản phẩm của mình. Những viên kim cương này là những viên kim cương VVS đẹp nhất, và sau đó mình tuyển chọn lại từng viên một để mình đưa vào đây. Vàng y cộng với hội chuẩn để chế tác ra được vàng AU750 bóng sáng, nén vàng cực kỳ nặng và cực kỳ chuẩn màu, không phải nhuộm màu để một thời gian rồi khi chúng ta dùng trên cơ thể, trên môi trường thì bị mồ hôi muối trên tay này, hoặc là bị lưu huỳnh đó, thì nó sẽ tạo đổi màu, thậm chí là bị bã trầu, nên người ta dùng từ là vàng lên bã trầu để nó sự tốt hơn, nhưng không phải. Vàng chuẩn là phải chuẩn màu. Rồi bây giờ mình sẽ cân trọng lượng của sản phẩm này nhé. Vâng, 1 lượng 23, hơn 1 lượng 2 cho sản phẩm này. Thì trừ ra kim cương thì nó cũng, nếu mà trừ ra kim cương thì vàng không là tầm cỡ 1 lượng 2 á. Và nếu như quý khách có nhu cầu đặt những mặt dây thắt lưng theo yêu cầu của mình, theo tên của mình, hoặc là theo logo của mình, theo biểu tượng của mình, biểu trưng của mình, tất cả những cái chi tiết mà mình muốn, thì hãy đưa ý tưởng đó cho Kỳ Lân và Kỳ Lân thực hiện thành sản phẩm hoàn thiện. Ví dụ như có thể là mẫu khác hoặc mẫu này, hoặc là mẫu này mình thế tên khác, hoặc là mẫu này mình thế logo, hoặc là mẫu khác theo đúng cái sở thích của mình, ý muốn của mình luôn, Kỳ Lân vẫn là làm được, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên nhận chế tác sản phẩm cao cấp theo tiêu chí luxury, từ vàng nguyên khối chế tác ra AU750 và đến kim cương thiên nhiên, những viên kim cương đẹp nhất, tuyển chọn nhất để mà đưa vào sản phẩm cao cấp. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Để xem nhiều sản phẩm của Kỳ Lân thì Kỳ Lân xin mời tất cả quý khách hãy follow những nền tảng mạng xã hội của Kỳ Lân nhé. Facebook nè, TikTok, YouTube, hoặc là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm mới nhất của Kỳ Lân Luxury. Hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0901247247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin hãy kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.